người thợ sửa chữa này đang sửa ổ khóa trong khách sạn, nhưng âm thanh khoan rất lớn. Chẳng mấy chốc đã khiến vị khách phòng bên cạnh thấy khó chịu. Người đàn ông đi ra ngoài và bắt đầu đến chỗ ông ấy. Nhưng người thợ sửa chữa dường như không có ý định dừng lại. Ông ta vô cùng tức giận. Sau đó đẩy người nhân viên và đi thẳng đến chỗ người đang sửa chữa. Một người thợ sửa chữa rút súng ra và lên đạn. Sau đó nằm xuống đất và giơ súng lên ngắm. Sau khi loại bỏ tất cả các mối nguy hiểm, người thợ sửa chữa liền quay đầu lại. Sau đó một phát súng khác đã tiễn tên xã hội đen đi. Người đàn ông này rất tàn bạo, là một thợ sửa chữa với kỹ nghệ bắn súng vô cùng chính xác. Sự tồn tại của vị thần thế giới sát thủ, mọi người đặt cho ông biệt danh là The Black Kaiser. Nhưng con người, dù có quyền lực đến đâu cũng không thể chịu đựng sự trôi đi của thời gian. Ông chú này đã có tuổi rồi, còn 2 tuần nữa thôi là tròn 50 tuổi, phải nghỉ hưu rồi. Đương nhiên, là người đã phục vụ các công ty sát thủ hơn 30 năm, bảo đảm hưu trí cũng rất hậu hĩnh. Theo hợp đồng lao động của ông, Damocles sẽ trả lương hưu tương ứng cho ông. Đó là một khoản tiền lớn, tổng cộng là hơn 8 triệu đô la. Nhưng khoản tiền lớn thế này, ông chủ nói đưa là đưa sao? Đương nhiên là không rồi. Ông chủ mới sẽ thuê một băng nhóm sát thủ hàng đầu, loại bỏ tất cả những sát thủ sắp nghỉ hưu. Người đầu tiên bị ám sát chính là bạn tốt của ông chú kia tên Mike. Là một sát thủ hàng đầu thế giới, ông chú này không sống ở những nơi cố định, nhưng mỗi năm ông ấy chuyển 200.000 đô từ ngân hàng cho một tổ chức từ thiện, được coi là để tìm một chút an ủi cho bản thân vì đã giết vô số người. Cái chết của Mike nhanh chóng thu hút sự chú ý của ông chú. Ông ấy liền gọi cho người liên lạc của mình là Vivian. Ông muốn biết nguyên nhân cái chết của Mike. Chị gái này nói với ông ấy, Mike có lẽ đã bị giết bởi một công ty giết người của Nga. Vậy nên ông chủ muốn ông chú giải quyết rắc rối này. Đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng của ông ấy trước khi nghỉ hưu. Nhưng ông chú từ chối. Là một nhân viên đã phục vụ 30 năm cho công ty, ông ấy có quyền lợi này. Ông đã chọn một thị trấn vô cùng xa xôi và quyết định dành phần đời còn lại tại nơi đây. Sau một vài ngày thường nhật bận rộn của cuộc sống, ông chú cảm thấy rất vô vị. Lúc này máy tính bất ngờ nhận được tin nhắn từ tổ chức. Chị gái kia liền nói với ông chú, ông chủ định trả 2 triệu đô để ông chú thực hiện nhiệm vụ lần này. Nhưng ông chú vẫn không chịu. Chị gái này còn chưa nói xong thì ông chú đã cúp máy ngay lập tức. Nhưng ngay sau đó, ông chú liền đổi thẻ SIM và gọi điện thoại cho chị gái kia. 2 triệu đô đừng ép tôi phải cầu xin ông. Đưa dữ liệu lên máy chủ của công ty. Ông không cần phải. Với sự từ chối của ông chú, chị gái này thấy mình đã làm việc rất chăm chỉ rồi. Vậy nên cô liền đến chỗ ông chủ, thuyết phục ông chủ từ bỏ mọi suy nghĩ về ông chú kia. Vì cô ấy quá hiểu ông chú, Black Caesar không phải chỉ là tên gọi. Nhưng ông chủ không quan tâm nhiều như vậy. Ông ta muốn giết hết những sát thủ sắp nghỉ hưu và nuốt trọn tiền nghỉ hưu của họ. Nhưng điều mà chị gái này và ông chủ không ngờ tới chính là, lúc này ông chú đã âm thầm theo dõi tin tức ở nhà. Mục tiêu là một người đàn ông to béo. Ông ta đã ở Belarus. Một ngày sau, ông chú này đang ngồi máy bay để đi đến Belarus. Sau khi đến địa điểm, ông ta liền cải trang thành thợ sửa chữa và xâm nhập vào khách sạn. Tiếng ồn lớn nhanh chóng thu hút mục tiêu. Sau khi giải quyết tất cả những nguy hiểm, ông chú vô tình nhìn thấy hồ sơ của mình trong phòng. Rõ ràng là ông ấy đang bị ai đó nhắm tới. Để hỏi được kẻ chủ mưu đứng đằng sau tất cả, ông chú liền rút khoan điện ra. Tôi không nói dối, tôi thề. Mày có chắc không? Đúng vậy. Sau đó ông chú liền gọi cho chị gái kia. Ông chú bảo cô gái hãy đưa luôn một ít hoa hồng của nhiệm vụ qua đây. Và ông ấy tiếp nhận nhiệm vụ. Chị gái kia vô cùng vui mừng, nhanh chóng chuyển tiền ngay lập tức. Được rồi, làm xong thì tôi sẽ gửi ảnh qua. Chết tiệt, Vivian có người muốn trừ khử tôi. Tốt hơn cô nên cầu nguyện mình không liên quan gì đến việc này. Đừng liên lạc lại với tôi. Cô gái chạy đến chỗ ông chủ một cách nhanh chóng. Sau đó bảo ông chủ chuyển số tiền còn lại cho ông chú. Vậy nửa số còn lại đưa cho ông ấy, thì chúng tôi không cần phải lo lắng cho phần đời còn lại của mình nữa. Được thôi, làm đi. Tôi sẽ gửi những thứ tốt nhất đi, họ sẽ hoàn thành. Nữ sát thủ gợi cảm này cải trang thành một nhân viên khảo sát, sau đó gõ cửa nhà một người đàn ông. Nhìn vào thân hình nóng bóng của cô gái, người đàn ông mời cô vào ngay lập tức. Vốn dĩ cô gái định quyến rũ người đàn ông bằng vẻ đẹp mê hoặc của mình, nhưng khi cô gái tiến vào trong thì một thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Không ngờ người đàn ông này là một kẻ biến thái. Ông ta đang chuẩn bị ra tay rồi. Đồng phạm của kẻ giết người bất ngờ xông vào bên trong. Không sai, đây là một nhóm người dùng nhan sắc để thu hút mục tiêu. Băng nhóm giết người sau đó đã thực hiện vụ ám sát. Khi biết người đàn ông đầu chọc này không phải là mục tiêu mà mình đang tìm kiếm, cô gái chẳng nói chẳng rằng liền bắn ông ta ngay lập tức. Hóa ra là những kẻ giết người này đang tìm kiếm sát thủ đã nghỉ hưu chính là ông chú kia. Ông chú đó đã phục vụ trong công ty sát thủ trong 30 năm. Nhưng đến gần lúc nghỉ hưu thì ông chủ đột nhiên không muốn đưa lương hưu cho ông ấy. Đầu tiên biệt đội ám sát này tìm đến luật sư của ông chú. Thông qua việc chuyển tiền của ông chú, ông ấy đã quyên góp 200.000 đô la cho tổ chức từ thiện mỗi năm, bảo trợ ẩn danh cho trẻ mồ côi, và còn có rất nhiều bất động sản đứng dưới tên ông ấy. Lúc này ông chú không biết nguy hiểm đang rình rập mình. Ông ấy đang trò chuyện với cô hàng xóm khi tình cờ gặp cô ấy. Ông chú thậm chí còn mua một món quà cho cô ấy.
Cô hàng xóm nhìn món quà cũng cảm thấy có chút hoài nghi. Xem ra khi làm sát thủ trong nhiều năm qua, đã từ rất lâu rồi ông chú không biết phải tặng món quà gì mới có thể lấy lòng phụ nữ rồi. Ông chú không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục mua quà cho người hàng xóm. Không ngờ sau khi chọn quà xong và bước qua cửa siêu thị, thì đã bị biệt đội ám sát phát hiện. Trên đường trở về, ông chú liền gặp nữ sát thủ nóng bóng đang chém gió là xe mình bị hỏng. Ông chú liền dừng xe lại. Có chuyện gì vậy? Xe tôi bị gì đó? Điện thoại của tôi hết pin rồi. Tôi có thể đến nhà ông để sạc pin không? Rất sẵn lòng, ông chú nhiệt tình đưa nữ sát thủ về nhà của mình. Phong cách nhất quán của những nữ sát thủ là dùng sắc đẹp để gài bẫy mục tiêu, sau đó mới bắt đầu ám sát họ. Tất nhiên ông chú này không ngốc, thế là ông ấy đã tính toán kỹ. Để tiết kiệm lưu lượng truy cập của mọi người, tôi sẽ bỏ qua 30 phút tiếp theo nhé. Có vẻ như đã đến lúc người bắn tỉa trực tiếp bóp cò. Khi biệt đội sát thủ xông vào nhà, trong phòng chỉ còn lại thi thể của nữ sát thủ. Vì lúc này ông chú đã đứng ở đằng sau tay bắn tỉa. Đầu tiên ông chú bắn tất cả những bóng đèn trong nhà, sau đó sử dụng khẩu súng bắn tỉa lớn để bật chế độ quét ảnh nhiệt. Tất nhiên những kẻ giết người cũng không ngu ngốc, nhanh chóng đốt pháo phát sáng. Một tên sát thủ khác đi đường vòng và định giết ông chú. Ông không thể lần nào cũng như ý nguyện đâu ông già. Tạm biệt. Lúc này thanh đốt trong nhà đã cháy gần hết, nhưng không có gì xảy ra cả. Sau đó, ông chú tìm thấy chiếc chìa khóa khách sạn trên xác kẻ thù. Người phụ nữ trong khách sạn nói với ông chú, một nhóm sát nhân khác đi bắt cô gái hàng xóm. Quả nhiên khi ông chú đuổi kịp đến nhà của cô gái hàng xóm, thì ngôi nhà là một mớ hỗn độn. Ông chú liền tìm đến một người bạn già để nhờ giúp đỡ. Nhưng điều không ngờ là người bạn già của ông ấy cũng bị mua chuộc rồi. Sau khi nói ra nơi mà cô gái hàng xóm bị nhốt, ông ta liền dùng thứ gì đó để tính sổ với ông chú. Khi ông chú tỉnh lại, ông ấy đã bị nhốt trong ngục tối của công ty. Lúc này ông chủ công ty chậm rãi bước vào. Giờ phút này ông chú cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra chính ông chủ của ông ấy là người muốn ám sát ông. Sau đó ông chủ đã lấy ra một bức ảnh của cô gái hàng xóm cùng với các công cụ tra tấn khác nhau, chuẩn bị tra tấn ông chú này. Ông chủ liền quy kết mọi tổn thất lên người ông chú. Vậy nên ông ta muốn ông chú phải chịu sự trừng phạt này đến chết. Để giải quyết nỗi hận trong lòng, ông chú bị tra tấn trong 3 ngày, thậm chí một bên mắt còn bị hỏng. Nhưng điều đó không khiến ông ấy chấp nhận sự thỏa hiệp. Ông ấy đang vô cùng đau đớn, rút một lưỡi dao bị gãy ra khỏi cơ thể, sau đó từ từ cạy ổ khóa trên tay bằng chính lưỡi dao đó. Trong ngục tối đêm khuya, hai tên lính đang chuẩn bị nhấc ông ấy lên và tiếp tục hành hạ. Ngay sau đó thì ông ta đến kìa, mau giết ông ta. Giải quyết xong đám lính tôm tép, ông chú liền nhanh chóng rời đi. Trên người ông ấy có đầy những vết sẹo. Ông ấy đến nhà cô gái trước kia đã cung cấp cho ông vũ khí. Đó là người duy nhất ông ấy có thể tin tưởng lúc này. Đến khi ông chú tỉnh dậy, cô gái da đen đã chữa trị tất cả các vết thương. Nhưng trong đầu ông chú bây giờ tràn đầy nỗi hận thù. Còn phải đi cứu cô hàng xóm yêu quý nữa chứ. Cô gái này cũng không thể ngăn cản nổi, đành phải tiêm thuốc giảm đau cho ông ấy. Sau đó đến kho vũ khí, để ông ấy tự đi chọn vũ khí. Ông chú liền đem theo một vài vũ khí hạng nặng, ngoài ra còn có một bộ điều khiển ngắm laser không dây. Mọi thứ đã sẵn sàng, ông chú liền gọi ngay cho cô gái Vivian, cố tình tiết lộ nơi ở của ông ấy và yêu cầu đánh đổi mạng sống của chính mình để lấy mạng sống của cô hàng xóm kia. Cô gái đương nhiên đồng ý ngay, cùng với một nhóm lính đánh thuê được vũ trang mạnh mẽ, cuối cùng cũng tìm thấy vị trí của ông chú. Thấy cô gái xuất hiện, ông chú không lấy làm ngạc nhiên. Lúc người phụ nữ quay lưng bỏ đi, ông chú cũng từ từ đặt tàn thuốc lên xe. Chưa đến một tàn khói thuốc, tất cả những sát thủ có mặt đều tiêu đời. Ông chú không giết cô gái kia, nhưng ông chủ xem buổi truyền hình trực tiếp đã hoàn toàn hoảng sợ. Ông chú liền lẳng lặng đi xuống tầng dưới của căn cứ. Tất cả những kẻ giết người trong tòa nhà đều sợ hãi và bỏ chạy, nên ông chú đi đến mà không gặp trở ngại nào. Ông ấy cầm một cái rìu trước khi tiến vào phòng. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay thì nhớ ấn thích kênh để ủng hộ nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bộ phim tiếp theo.